Hello, xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ tiếp tục với một cái video khui hàng. Thì hôm nay mình về được một cái thùng hàng. Mà trong cái thùng này thì nói chung là chủ yếu là bình nước các loại nha các bạn. Và mình sẽ gọi là khui ra, review cho các bạn xem, coi tất cả bình nước trong cái thùng này nó có những gì nha. Ngoài ra thì trong cái thùng này mình có về thêm 2 kg sâu. 2 bịch sâu to như thế này thì nó sẽ rơi vào 2 kg. Và cái loại sâu này là loại sâu gạo nhỏ nha các bạn. Kỳ trước thì mình về loại sâu lớn, nhưng mà kỳ này thì người ta chỉ còn sâu nhỏ thôi, cho nên mình lấy 2 kg về bán cho các bạn luôn. Đấy. Rồi, ngoài ra trong cái thùng này thì nó còn có nhà tắm. Đây là cái mẫu nhà tắm USO, loại nhỏ dành cho mấy con chuột nhỏ nha các bạn. Ở phía trên thì nó có khoét những cái lỗ như thế này để thông khí nè. Đấy. Rồi, cái nhà này thì nói chung là dành cho những con chuột nhỏ thôi nha. Còn con bia đồ thì nó chui vào không vừa. Bia thì các bạn phải mua cái loại nhà tắm thường mà loại lớn á, hình như là 30 mấy ngàn hay gì một cái á. Mình có bán luôn, các bạn cần mua thì inbox cho mình sẽ gửi ảnh cho các bạn xem. Rồi bây giờ mình sẽ lấy mấy cái nhà tắm ra bớt đi, rồi mình sẽ review từng mẫu bình nước cho các bạn xem nha. Rồi và tiếp theo đó chính là mình sẽ review cái loại bình nước lớn nhất cho các bạn, lớn nhất trong cái đợt hàng này của mình. Thì đây là bình nước 500ml nha các bạn. Đây, cái loại này thì các bạn nào mà nuôi thỏ hoặc là nuôi sóc mà loại lớn rồi á, sóc bông rồi đó, thì các bạn có thể mua loại này cho nó uống. Hoặc là các bạn nào mà nuôi chó con hoặc là chó mà nhỏ nhỏ thì các bạn có thể mua loại này. Loại này thì bên trong nó sẽ có một cục ron như thế này. Đấy. Là cái loại bình nước này là loại bình nước bi luôn nha các bạn. Bên trong nó có một viên bi khá là to như thế này. Hamster thì cái loại bình này mình nghĩ là nó sẽ uống không được, tại vì cái đầu bi nó khá là to các bạn, cho nên là nó uống khá là khó. Rồi bên trong thì nó sẽ tặng kèm cho các bạn một cái cọng dây lò xo như thế này. Đấy, mình thấy khá là xịn sò luôn các bạn. Đấy, các bạn có thể gọi là móc qua xung quanh như thế này. Bên hai bên thì nó có hai cái móc, các bạn có thể móc vào lòng và giữ cái bình nước lại, nó sẽ chắc chắn hơn nha. Đó, nó tặng kèm cho các bạn một cái dây như thế luôn. Đấy, cái bình này loại lớn cho nên là nó không có cái đồ móc như là cái bình loại nhỏ, cho nên là nó tặng cho các bạn kèm một cái dây lò xo như thế luôn. Thì cái này nó có màu vàng, màu cam, màu xanh. Đó, màu xanh lá nè. Rồi màu xanh dương nữa. Rồi, thì cái loại này là loại 500ml, loại to nhất hiện tại mình có hàng để bán cho các bạn. Thì cái loại này thì dành cho những cái loại thỏ bọ nha. Đó. Còn hamster bia đồ thì mình nghĩ nó có thể là nó sẽ uống được, nhưng mà nó cũng khó uống thì cái miệng của hamster bia nó cũng khá là nhỏ các bạn. Rồi và tiếp theo đó chính là một cái loại bình nước mà nói chung là mình bán chạy nhất trong thời gian qua, cũng như là mình thấy các bạn sử dụng nhiều nhất. Đây là bình nước loại chung nha. Cái bình này hình như là 80ml thôi các bạn. Đó, thì cái bình này thì nói chung là các bạn nuôi hai bé hamster thì nó sẽ uống được khoảng là 4 ngày, 4 đến 5 ngày tùy theo của mấy con chuột của bạn nó uống nước hay nhiều nha. Đấy. Rồi bây giờ mình sẽ gọi là khui một cái bình màu hồng này ra cho các bạn xem nó có những gì nha. Thì cái bình bi kỳ này á, thì cái nắp của nó hơi khác kỳ trước một tí, nhưng mà cái chất lượng cũng như là cái độ bền của nó thì đều bằng nhau nha. Bình nước bi thì nói chung nó rất là bền rồi. Rồi bây giờ mình sẽ gọi là tháo cái nắp ra cho các bạn xem nó bên trong nó có những gì. Đây, bên trong thì nó sẽ tặng kèm cho các bạn một cái dây chì được bọc nhựa phía ngoài như thế này, rất là đẹp luôn. Và dành cho những bạn nào mà xài lồng kính đâu đó thì các bạn có thể móc vào. Còn cái nắp thì nó vẫn có một miếng ron để mà nó giữ nước đồ nó ok hơn. Phía dưới thì viên bi của nó được làm rất là đẹp và tỉ mỉ luôn, cũng như là cái viền ống nó làm rất là đẹp, nó không có bị mẻ như là những cái loại bình dởm đó. Và chất lượng rất là ok luôn. Đấy, bình nước đồ có chia mi rất đồ rõ ràng cho các bạn luôn nha. Rồi, thì cái đó là một cái màu hồng. Ngoài ra thì nó có màu xanh lá, xanh dương, màu vàng. Cho bạn nào thích màu xanh rồi đó thì có thể lựa chọn riêng của các bạn. Đấy, ok, cái loại này thì mình về rất là nhiều luôn, tại vì các bạn ủng hộ mình loại này rất nhiều. Với lại là giá nó là trung bình, đó các bạn có thể dễ mua. Với lại lượng nước nó chứa thì cũng khá là ok. Còn những bạn nào mà nuôi nhiều nữa thì một tí nữa mình sẽ giới thiệu cho các bạn loại bình 125ml. Thì cái lượng nước nó chứa có thể là gấp đôi cái lượng này một tí nha. Gấp đôi cái lượng nước bình trung bình một tí. Rồi bây giờ mình sẽ lấy mấy cái bình nhỏ này ra bớt nha. Rồi và trong cái thùng này thì mình có về thêm một ít nhà tắm loại nhỏ nha các bạn. Thì cái loại này thì các bạn là mua rất là nhiều. Và đặc biệt là trong cái đợt hàng kỳ này thì giá nhà tắm loại nhỏ như thế này thì giá rất là rẻ. Khoảng 18-19 ngàn một cái nhà tắm như thế này thôi. Và dành cho những dòng hamster nhỏ, Winter Wild, Robo, Campbell rồi nha. Bây giờ mình sẽ ráp trước cái nhà tắm nhỏ này cho các bạn xem nha. Đấy, nhà tắm này theo mình thấy nó khá là bền, nhưng mà các bạn xài lâu thì con chuột nó vẫn cắn nha. Vẫn cắn cái nhà tắm này. Thì nói chung giá rất là rẻ luôn, các bạn có thể gọi là thay thế rất là dễ dàng. Và cái công dụng của nhà tắm thì nó sẽ giúp cho con chuột của bạn khi nó tắm
thì nó đào bới rồi đó thì cát nó sẽ đỡ văng ra ngoài hơn thôi đó. Còn các bạn nếu như mà các bạn để vô cái chén hoặc là cái dĩa đâu đó thì nó tắm rất là văng bầy hầy tùm lum, cái chuồng của bạn rất là dơ. Đây nhà tắm rất là đẹp luôn, và nhựa này nói chung là nhựa cũng hơi trong trong, các bạn có thể thấy con chuột của bạn nó tắm như thế nào luôn nha. Đó. Rồi cái loại này loại nhỏ thôi, còn cái loại lớn á, thì dành cho mấy con bia rồi đó thì các bạn có thể inbox đi cho mình sẽ báo giá sau. Cái loại lớn hình như là nó sẽ cao hơn khoảng 36 37 ngàn gì đó một cái. Còn đây là loại nhỏ thì giá khoảng 18 19 ngàn một cái thôi. Đợt này thì nó về màu xanh với lại màu hồng các bạn. Đó. Nó chỉ về hai cái loại màu rồi thôi. Kỳ trước thì hình như nó có về màu vàng và màu trắng đồ rất là đẹp luôn. Nhưng mà kỳ này thì nó có về hai màu thôi, rất là tiếc. Và tiếp theo đó chính là cái loại bình nước 125ml này các bạn. Thì theo mình thấy á, cái loại bình 125ml này á thì nó sẽ thích hợp hơn đối với những bạn nào mà nuôi hai bé. Đó, hai bé coi như là một cặp á. Thì nó cái lượng nước nó sẽ chứa được nhiều hơn cái loại bình 80ml, loại bình chung nha các bạn. Đấy, thì cái này thì nó vẫn, cái loại bình này thì nó sẽ tặng cho các bạn một chiếc móc. Đó, và bình này 125ml cho nên là cái chiều dài của bình nó sẽ cao hơn nha. Và cái nắp của bình này thì loại nắp bầu như thế này. Và cái ống bình cũng như là viên bi thì nó làm rất là đẹp luôn. Và nó sẽ là nó không bị rỉ nước bậy bạ nữa. Đó, bình rất là tốt nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ gọi là tháo cái nắp ra và coi bên trong nó có tặng kèm cho bạn thêm cái gì nữa không nha. À, bên trong thì theo mình thấy thì nó sẽ có một cục ron cũng giống như hai cái loại bình nước kia thôi. Đấy, rất là xịn luôn. Các bạn, cục ron này thì theo mình nghĩ là nó sẽ giúp cho không có bị nhiễu nước bậy bạ các bạn. Đấy, cục ron màu trắng như thế này. Nó sẽ được đặt ở phía dưới chiếc nắp luôn. Rồi bên trong thì nó sẽ tặng kèm cho các bạn thêm một cái móc dây chì và cũng được bọc nhựa bên ngoài để các bạn có thể móc vào cái lỗ bên trên chiếc nắp bên trên nè. Đấy, và các bạn móc vào thành hồ kính rồi đó, các bạn sử dụng hồ kính rồi đó. Và đối với cái bình nước này á, thì nó vẫn có những màu như sau, ví dụ như là màu hồng nè, màu xanh lá, màu xanh biển đó, cũng có những cái màu cơ bản và màu vàng nữa nha. Đây có một cái bình màu vàng rồi, rất là nhiều màu luôn. À, các bạn thích màu nào thì có thể inbox riêng cho mình, khi các bạn mua hàng á mình sẽ gửi đúng cái màu đó cho bạn luôn để các bạn có thể là xài nó ok hơn nha. Rồi, và trong cái đợt hàng kỳ này thì nói chung là mình về sâu nè. Nhà tắm, tắm thì mình có hai loại, thứ nhất là nhà tắm UHO là cái loại mẫu mới, và nhà tắm thứ hai là nhà tắm loại nhỏ nha. Ngoài ra thì mình có về thêm ba loại bình nước cho các bạn dễ dàng lựa chọn hơn cho quá trình các bạn nuôi hamster. Rồi, và video của mình đến đây cũng sẽ kết thúc. Các bạn nào cần mua hàng thì inbox vào fanpage, mình sẽ để link ở phía dưới phần mô tả nha. Rồi, xin chào các bạn và hẹn gặp lại, bye bye. Thank you.